Rồi, xin chào những anh em đang xem live nhá. Thì nay em review cho anh em một cái quạt siêu to khổng lồ. Đó. Quạt này là quạt DCF300Z. Đó, thì bây giờ em sẽ khui thùng và review cho anh em nhé. Rồi, ok. Mới về hàng luôn. Đây là cây khách đặt, thì trước khi giao cho khách em quay video cho anh em luôn nhá. Anh em đợi một xíu để em tháo thùng. Đây là một sản phẩm máy quạt của Makita. Và sẽ review cho anh em xem. Con này thì bao phê. Rồi, ok, nó có thể xoay nha anh em. Và có một cái adapter này. Rồi, đã tháo thùng thì giờ em review cho anh em dễ thấy này. Cái này to quá, quay nó hơi xa. Rồi ok, đây là quạt nhá. Bán đường kính quạt là 35 cm này, là theo thông số kỹ thuật này. Đó, rất là rộng và nó có thể xoay được nhá. Đó. Rất là tiện để anh em sử dụng trong gia đình. Và nó có thể sử dụng điện và sử dụng pin. Đó, bỏ ra 2 triệu 300 ngàn mua cái này. Thay cho một cái quạt anh em mua triệu mấy vẫn hợp lý. Ở cái chỗ quạt này sử dụng pin được khi anh em đang xài Makita. Rồi, ok. Thì nó có 3 chế độ này. Chế độ gió này. Chế độ xoay này. Thì bây giờ em sẽ lấy pin Makita. Đồ pin là phải test bằng pin. Còn mà điện thì cắm vô thì nó bình thường rồi. Rồi, ok. Thử bằng một cục pin. Khởi động. Ui xa, mát quá. Tại nhà em không có bắt máy lạnh dưới này cho nên hơi nóng. Cho nên là bật quạt lên đúng phê luôn. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ. Cái này là hẹn giờ này anh em. Hẹn 3 giờ này, 4 giờ này, 1 giờ này, 2 giờ, 4 giờ này. Đó, là tắt. Rất là phê. Rồi, tiếp theo là tốc độ quạt này. Đó, 3 tốc độ này. Bảo cây này anh em xài bao phê. Rồi quay này. Đó, sắp tới em sẽ sắp một cái em xài. Đó, đúng bài luôn. Chuẩn quạt mẹ nấu luôn á. Đúng cơm mẹ nấu. Còn đây là chuẩn quạt mẹ mua luôn á. Đó. Rồi anh em nào mà cái này thì xoay được có một bên đó ta, hay là do mình chỉnh? À. Rồi ok, thì để em test thử xoay một bên hay hai bên. Rồi nó xoay được một bên là một góc, nói chung là xoay cũng khá ổn rồi. Đối với góc góc này thì xoay cũng đủ mát được, khá rộng rồi. Đó, review nghịch nghịch cho anh em chơi. Tại cái này là khách đặt hàng và em đang còn cái này là khách đặt hàng và em review cho anh em xong là giao cho khách luôn. Đó là lợi thế cho những anh em nào mà đang thắc mắc về một cái quạt để xài. Nhìn là ghiền liền, khẳng định luôn cây này em còn ghiền. Ghiền mà lâu giờ em không có mua xài, tại em chỉ xài cây Milwaukee nhỏ xíu kia. Mà Milwaukee nhỏ xíu kia giờ hiện tại là 2,5 triệu. Makita hiện tại là 2,3 triệu to đùng. Đó. Thì sắp tới cây này chắc chắn em sẽ nhập về một cây và để xài. Đó. Anh em nào mà có nhu cầu đặt thì đặt, em đặt luôn một lần. Đó. Thì coi xong video này anh em nào thấy hứng thú hấp dẫn quá thì inbox Zalo cho em liền nhá. Rồi em cũng đặt một cái về em xài luôn. Tại vì quạt này quay được cho nên là mát. Rồi xài điện cả xài pin được thì không có gì. Rồi bảo hành đầy đủ nữa cho nên là yên tâm sử dụng. Đây là adapter của cái con quạt nhá. Một cái adapter của quạt này. Rồi cảm ơn anh em đã xem video. Thì kết thúc video tại đây. Rồi chúc anh em mua được một cái quạt vừa ý. Đó. Quạt này tặng cho vợ cái cũng hấp dẫn nữa. Đó. Tiện thể lâu lâu đem ra nướng thịt, nướng đồ, nhậu này kia ngoài trời. Anh em đem pin ra, quất luôn. Đó. Khỏi phải kéo dây điện gì đây cả.
dành cho những anh em nào có sân vườn nhé. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video.